Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi cũng muốn đưa một cái thông điệp về luật cơ bản cho quý vị và các bạn. Dĩ nhiên luật cơ bản thì tôi muốn nói về những cái điều luật rất cụ thể mà thông dụng trong cái đời sống xã hội. Những cái tội thông dụng trong đời sống xã hội có thể là những cái tội về xâm phạm về quyền sở hữu, xâm phạm về tính mạng, xâm phạm về uy tín nhân phẩm và những cái tội khác. Trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì với ước mong là như vậy, và đặc biệt là cũng muốn trao gửi đến cho những người nước ngoài biết được cái luật Việt Nam. Cho nên cái nội dung chủ yếu của cái phần mà luật cơ bản thì hay là gọi là basic legal thì nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là một cái quy định của pháp luật mà luật sư trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta đọc và có những cái phân tích cho quý vị và các bạn. Cái phần thứ hai đó là phần tiếng Anh quý vị và các bạn ạ, về cái tội nào đó mà chuyển từ cái tiếng Việt sang tiếng Anh quý vị và các bạn ha. Hôm nay thì mở đầu cái luật đầu tiên về cái tội xâm phạm sở hữu thì tôi sẽ nói về cái tội cướp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, thì tội cướp tài sản được quy định ở luật hình sự năm 2015. Quý vị và các bạn có thể thấy điều luật năm hình sự năm 2015 nó mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tội cướp tài sản quy định tại điều 168 của Bộ luật hình sự. Trong cái tội cướp tài sản này thì có tổng cộng là 6 khung hình phạt. Từng cái điều khoản thì thông thường thì những cái điều đầu tiên là những cái điều mô tả cái hành vi của tội được quy định trong luật. Thì cái khoản 1, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Thưa quý vị và các bạn, trong cái khoản 1, người nào dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có một cái hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì từ 3 năm đến 10 năm. Đây là một cái khung hình phạt thấp nhất khoản 1 của điều 168 của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội cướp tài sản. Tôi có thể giải thích cho quý vị và các bạn trong những trường hợp thực tế là như thế này. Một nhóm bàn bạc đi dùng dao khống chế một cái chiếc xe container, và nhóm này thì có một cái sự bàn bạc, người nọ làm cái việc này, người kia làm việc kia để mà chặn cái chiếc xe container lại, leo lên cabin dùng những cái hung khí để mà chặn lấy đi cái số tiền là một vài triệu gì đó, đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản. Thêm một cái ví dụ khác mà quý vị và các bạn có thể thấy trong thực tiễn rằng có hành vi khác bị tấn công làm cho tình làm lâm vào tình trạng không thể chống cự được. Thưa quý vị và các bạn, thì rất là nhiều trong thực tế chúng ta thấy được, có thể là đem một cái khẩu súng giả để mà vào ngân hàng cướp và dọa lên rằng là tôi có súng đó, và yêu cầu những cái nhân viên ngân hàng phải gom tiền đưa bỏ vào túi xách và đưa cho cái người ăn cướp, hoặc là dùng cái
sử dụng cái súng hoặc là những cái phương tiện khác, những cái hung khí khác để dọa những cái người bán vàng, để họ phải có gom vàng và trong một cái tình trạng là không thể chống cự được để mà lấy đi cái tài sản tiền vàng kim khí hoặc những cái giá trị tương đương tài sản. Như vậy đối với cái khoản 1 của cái điều luật thì họ chỉ, các nhà làm luật chỉ nói một cách rất là cơ bản, người nào khi có một cái hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, lâm vào tình trạng như vậy thì bị lâm vào tình trạng như vậy nhưng phải có điều kiện là cướp đi tài sản thì mới có tội nha quý vị và các bạn. Đối với khoản 1 thì khung hình phạt là từ 3 năm đến 10 năm. Đối với cái khung 2 thì luật sư muốn giải thích cho quý vị và các bạn thêm, đó là từ 7 năm đến 15 năm. Trong cái khoản 2 của điều luật là từ 7 năm đến 15 năm thì có cái điểm A, đó là có tổ chức. Hồi nãy tôi vừa mới nói đó, tức là hai anh này để bàn bạc lại để mà đến một cái tiệm vàng đó vào cái thời điểm đó cướp đi tài sản. Hai anh này bàn bạc, một người là để gọi là đánh tan sự chú ý để người còn lại đi vào trong ngân hàng dọa, và người khác để lấy cái tiền đem về và chia như thế nào đó, gọi là có tổ chức. Vậy thì trong trường hợp cướp có tổ chức thì khung hình phạt từ 7 đến 15 năm. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng không có đọc hết một cái bộ luật cho quý vị và các bạn, vì tôi chỉ mang một cái thông điệp cho quý vị biết những cái điều cơ bản về khoản 1 của điều 168 tội cướp tài sản với cái khung hình phạt là từ 3 năm đến 10 năm và khung 2 là từ 7 năm đến 15 năm. Và tổng cái có 6 khung hình phạt quý vị và các bạn. Khoản 3 là từ 12 năm đến 20 năm, chiếm đoạt giá trị tài sản từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì luật sư muốn nói cho quý vị và các bạn, vậy cái khung hình phạt khoản 1, ví dụ như hôm nay chúng ta nhận được, người nhà, người thân của chúng ta nhận được một cái khung hình phạt, một cái bản án, một cái kết luận điều tra, một cái cáo trạng, và chúng ta biết được cái điều luật mà con chúng ta, người nhà chúng ta hoặc thậm chí cái người mà giật cái tài sản của chúng ta là cái tội cướp tài sản, nó là ở khung 2, thì chúng ta biết tòa án sẽ xét xử cái người bị cáo này mức hình phạt là từ 7 năm đến 15 năm. Như vậy khi chúng ta là những người nhà, người thân của chúng ta không phải phạm tội trong trường hợp cướp tài sản, cũng có thể là những tội cố ý gây thương tích, tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, thì chúng ta có thể nhìn cái khung hình phạt. Và chúng ta nhìn cái khung hình phạt mà nói theo thuật ngữ dân gian là minimum là từ 7 năm mà maximum là 15 năm. Và trong cái dung sai này, trong cái khoản này thì thẩm phán có thể tuyên cái mức hình phạt từ 7 năm, cũng có thể tuyên mức hình phạt là 15 năm đối với cái hành vi phạm tội. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn sẽ không nói nhiều hơn nữa đối với cái tội cướp tài sản. Hy vọng rằng chúng ta sẽ lặp đi lặp lại những cái tội cướp tài sản, tội cướp giật tài sản, tội giết người, những cái tội khác để mang một cái tính chất răn đe cho tất cả mọi người, để mọi người đều có thể biết được những cái quy định của pháp luật, thậm chí nâng lên cái chất lượng của cái kiến thức pháp luật của người dân Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo đây sẽ là cái phần về
tội cướp tài sản bằng tiếng Anh. Nếu quý vị và các bạn nào đó có một cái nhu cầu về cập nhật tiếng Anh chuyên ngành luật thì chúng ta cũng có thể tham khảo cái việc mà dẫn giải thêm một cái ngôn ngữ tiếng Anh để giúp cho chúng ta đi ra một cái sân chơi quốc tế. Xin trân trọng cảm ơn. Article 168. Robbery. 1. Any person who uses violence, threat of immediate violence or commits other acts that render another person unable to resist in order to obtain his, her property shall face a penalty of 3 to 10 years imprisonment. 2. This offense committed in any of the following circumstances carries a penalty of 7 to 15 years imprisonment. A. The offense is committed by an organized group. B. The offense is committed in a professional manner. C. The offense causes 11% to 30% WPI for the victim. D. The offender uses a dangerous weapon, device or other dangerous methods to commit the offense. DD. The property taken is assessed at from VND 50 million to under VND 200 million. E. The offense is committed against a person under 16, a woman whose pregnancy is known by the offender, an old and weak, sick or defenseless person. G. The offense has a negative impact on social safety, order and security. H. Dangerous recidivism. 3. This offense committed in any of the following circumstances carries a penalty of 12 to 20 years imprisonment. A. The property taken is assessed at from VND 200 million to under VND 500 million. B. The offense causes 31% to 60% WPI for the victim. C. The offender takes advantage of a natural disaster or epidemic to commit the offense. 4. This offense committed in any of the following circumstances carries a penalty of 18 to 20 years imprisonment or life imprisonment. A. The property taken is assessed at greater than or equal to VND 500 million. B. The offense results in bodily harm of one person who suffers from greater than or equal to 61% WPI or bodily harm of two or more people, each of whom suffers from greater than or equal to 31% WPI of two or more victims. C. The offense results in the death of the victim. D. The offender takes advantage of a war or state of emergency to commit the offense. 5. Any person who makes preparation for the commission of this offense shall face a penalty of 1 to 5 years imprisonment. 6. The offender may also be liable to a fine of from VND 10 million to VND 100 million, be put under mandatory supervision, prohibited from residence for 1 to 5 years or have all or part of his, her property confiscated.